một nữ giám đốc uy quyền. Những mối tình nơi công sở. Cuộc chiến khắc nghiệt với tình yêu và công việc. Họ phải đấu tranh để thành công. Đón xem Giới Văn Phòng Hoa Lệ phát sóng lúc 16:45 từ thứ hai đến thứ sáu, từ ngày 21 tháng 6 năm 2017 trên kênh HTV7.